Bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobi nha. Ok, hôm bữa đã làm test một cái bộ Insector rồi đúng không? Insector thì đừng nói tới cái độ ghê của nó, lặp lại thời gian thì cái dòng lặp thời gian đó thì thôi đừng nói, mình sẽ phân tích nó sâu hơn. Mình làm với cái video phân tích sâu hơn. Còn cái hôm qua là làm chính Assassin, mà chính Assassin đó thì nó cũng hơi nghiệt ngã, có cái là chỉ cần 4 Spirit thôi là cũng là quá chạy đậu rồi, quá chạy đậu. Nhưng mà không, nói chung là nếu mà không có ai đi được Spirit mà chính Assassin nó có thể gạt bạn chết rất là sớm, gạt bạn chết rất là sớm. Nhưng mà để coi, để xem, để xem. Bây chính Assassin cũng là một cái sức mạnh mới, khi mà nó có cái đòn đánh đầu tiên của nó, khi mà nó nhảy vào nó đụng vô người bạn á, thì nó là rít đam, mà nó rít đam thì là vãi đái luôn. Cho nên là mình cũng cũng căng lắm, cũng căng lắm. Cho nên là mình làm chính Assassin cho anh em đáp thử. Nếu mà bạn thấy nó đang đi mồi Assassin á thì bạn cũng nên theo kiểu là chuẩn bị Spirit đi, để nó lên chính Assassin thì chỉ có Spirit bạn mới cản được thôi. Cho nên là trong bản mua mới này rồi còn rất là nhiều bộ nó thay đổi, giống như là bộ Human nè, Human cũng thay đổi nè. Rồi bây giờ thì cái bộ Smite thì bây giờ nó lại mất đi một con, là con rồng 2 tiền á, cái đó là con Shining Dragon thì phải, mình không nhớ rõ nhưng mà hình như là Shining Dragon thì phải. Nó bây giờ nó bị khóa lại rồi, nó không còn xuất hiện nữa, chết thật sự, chết thật sự. Thêm vô có 2 con 4 tiền thôi mà bỏ đi con 2 tiền của người ta. Ôi, cho nên là có vẻ như là cái 4 tiền nó sẽ ra rất là nhiều. Thêm vào 2 con 4 tiền là 2 con Wind Rider nè, với lại Thorn Redator là 2 con 4 tiền. Con 2 tiền hình như không có chỉnh sửa gì nhiều, nhưng mà tại sao lại mất đi con Shining Dragon của mình thì cũng không hiểu. Bây giờ đi 6 phép thì khả năng cao là bạn phải có những cái con mà nó khá là mắc tiền, khá là mắc tiền đó. Cho nên là cũng khó. Bây giờ 9 phép thì chắc là không còn rồi, mà 9 phép sao đủ ta, đúng không ta? Rồng đâu có được đâu, đâu có được đâu, mất con Shining nó đi là đâu còn phép nữa. Không, đúng rồi, vậy thì đâu được đi 9 phép nữa đâu. Bây giờ là 6 human 6 mét thôi là đủ rồi, là đủ rồi, chứ còn bây giờ không có đi 9 phép được nữa. Ok, hôm nay thì cũng có nhiều bạn yêu cầu mình làm video về cái bộ mà Dragon. Bộ Dragon bây giờ nó có một cái chỉnh sửa nhỏ. Bộ chỉnh sửa nhỏ này là nó giảm một con rồng xuống, tại vì mất con Shining Dragon rồi đó, mất con Shining Dragon rồi, cho nên là bây giờ còn có 5 rồng thôi. 5 rồng thôi, nhưng mà tính ra 5 rồng cũng khó chứ bộ bạn, đâu phải dễ đâu. Cũng khó bộ bạn, ít nhất là bạn muốn 5 rồng, mà bạn không phải xài bộ Wizard đó thì bạn phải có con rồng 5 tiền. Mà con rồng 5 tiền thì cũng đâu phải dễ kiếm bạn, mà con rồng đó thì nói chung cũng khá là bóp á, khá là bóp, cho mình cũng rất là ngại xài. Nhưng mà xấu ra Dragon thì nói chung là nó, cái con rồng đó nó cũng có tác dụng rất là lớn, khi mà cái tường băng của nó thì sẽ làm giảm tốc đánh của đối phương, giảm tốc đánh của đối phương và chia cách đội hình ra, thì nói chung bạn sử dụng con đó để gọi là con bài chiến thuật cũng rất là ổn, rất là ổn. Rồi bây giờ làm 5 Dragon thì nó gồm những con gì? Bây giờ con ra là một nè, nhưng mà bây giờ con rồng 1 tiền đó là cái con rồng mà đóng băng đó, thì bây giờ nó có thêm bộ xuyên nữa là rồng xuyên với lại mech nha anh em. Đó, rồng xuyên mech nó có 3 bộ giống như con ra vậy đó. Đó, rồng xuyên bây giờ 2 con đó thôi là nó đã có xuyên cho anh em rồi. Đây đây đây, con rồng 1 tiền đây, thấy không anh em, thấy không? Con rồng 1 tiền là Winter Chiropera, tên đã gọi là con Chiro đi, Chiro cho nó dễ. Con rồng 1 tiền đó là con rồng có xuyên. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa cần mua, tại vì 3 rồng thì mình mới có cái kiểu như có hiệu quả lắm. Nhưng mà bạn cứ từ từ đấy, con rồng bây giờ có xuyên cho nên là thường là kẹp rồng sớm để lấy xuyên thì cũng là chuyện quá bình thường rồi, chuyện quá bình thường như ở huyện rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói rồi, cái gì cũng cái, bây giờ bộ nào nó cũng khá là mắc tiền hết, tại những cái con 1 tiền 2 tiền nó bắt đầu lượt bỏ đi rồi, cho nên là bây giờ bộ khá là mắc tiền. Cho nên bây giờ tích tiền là gọi là chân lý. Tích tiền gọi là chân lý, cho nên tích tiền cái đã. Ok, có Agency Ranger rồi. Bây giờ nó có tới 6 xuyên lận nha. Không, Agency Ranger nè, Umbra nè, Chiro nè, rồi LV Knight nè,
rồi Soul Reaper nè, rồi con còn con gì nữa ta, sao tự nhiên giờ quên mất rồi. Ủa sao mới có 5 con vậy, mình nhớ là 6 con nữa mà ta. Con gì nữa ta, tự nhiên giờ quên mất rồi. Ra rồng 1 tiền, anh xin là 3 con, Evigenite là 4 con, Soul Reaper là 5 con. Ủa thiếu 1 con, what the hell. À đúng rồi, con mới luôn, tướng mới God Kid à, là 6 con, nhưng mà nó không có bộ 6 agency nha bạn, nó chỉ có 4 agency thôi. 4 agency là nó trừ 9 giáp đó, trừ 9 giáp đó, còn 6 agency thì chưa có. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó cho 6 con agency vậy thì nó cũng phải cho lên bộ 6 chứ, mà người ta đã bỏ thời gian là người ta đi 6 con mà, tại sao lại không cho người ta đi 6 đúng không? 6 thì mình nghĩ là nếu mà 6 thì trừ tầm 15 là vừa rồi. Trừ 15 giáp. Mẹ nghe bệnh lắm luôn. 6 agency, mẹ nghe bệnh lắm luôn, 6 agency mà kiểu như trừ 15 giáp. Đây, nếu mà mình vậy thì đi 5 Dragon 6 agency vẫn được nha bạn. Ở 5 Dragon 6 agency vẫn đủ nha. Bởi vậy thì nó thổi thì thôi hơi ác luôn á. Con rồng 4 tiền á, bạn cho đồ vô nữa, trừ 14 giáp đối phương xong mà thổi cái nào thì thổi cái mẹ bệnh luôn á, thổi cái chắc là lên đường luôn á. Thổi tái có thể gặp về gặp ông bà luôn á, căng nhờ. Tính ra cũng khá là căng ha. Nói chung á là mình cũng không có hay đi cái bộ Dragon lắm, nhưng mà bây giờ 5 con á thì có thể 5 con bây giờ đi cái bộ này có thể là một cái meta đang rất là hot. Sau cái bản update mới á thì nó sẽ rất là kiểu như là chuộng người chơi. Tại sao? Nó cân bằng, cái bộ này nó rất là balance, là nó vừa có công vừa có thủ, rất tuyệt vời. Bạn có bạn đâu agency đâu, bạn nói không có công đi, bạn nói không có thủ đi, có nha. Evigenite xanh bạn vẫn thủ được rất tốt luôn, là đằng khác. God Kid là một con trâu chứ bạn không phải là nó trâu bình thường. Mặc dù không có bộ quơ vẫn ok, mà LV Knight kết hợp với lại bộ rồng thì nó lại có thêm hai Knight, có siêu nữa, thì nếu mà có siêu thì cũng gọi là trâu chó đúng không, cũng gọi là trâu chó, con 3 tiền. Nhưng mà bộ đó không phải bộ rẻ nha anh em, rất là mắc tiền luôn, nhìn sơ sơ qua thôi á là thấy là mấy con là 3 tiền, là phải 3 tiền là God Kid nè, LV Knight nè, rồi Umbra nè, đúng chưa, rồi Soul Reaper là 4 tiền nè, rồng là 4 tiền, rồng 5 tiền luôn. Anh em thấy rõ ràng không? God Kid nè, anh em có thấy rất rõ ràng, đâu có rẻ. Nhiều bộ anh em thấy tưởng dễ chơi không, căng thẳng đó, không có rẻ nha. Bây giờ bán lấy 20 tiền nè, thấy chưa, làm kinh tế cho nó tốt vào, tại những cái bộ bây giờ nó đang rất là mắc tiền anh em à, đang rất là mắc tiền. Cho nên là bạn cứ mà kiểu như sơ sẩy mà làm kinh tế giai đoạn đầu không tốt á, giai đoạn sau bạn khó mà bật lên lắm à, bạn khó mà bật lên lắm. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ là tóm lại là đi gọi là khởi đầu thôi, starter bằng bộ Goblin Mech là cái đó quá chuẩn rồi. Goblin Mech là bộ starter rất là tốt, khi mà bạn thắng được, khi mà bạn thắng được thì bạn sẽ có thêm trái tim. Thắng thêm là bạn giờ có tăng cái khả năng có kiếm tiền cho mình, rất là ổn, rất là ổn, giữ tiền cũng tốt. Mà bộ Goblin mà đâu có yếu bạn, mới chỉ cần lên được 2 sao toàn bộ 3 con thôi, giống như là Character, Reaper hoặc là Heaven Bomber mà 3 sao thôi, quên 2 sao hết thôi là quá ngon rồi, là đủ tiền không? Đó, bây giờ mình có 3 rồng nè, bây giờ ngay tại lúc này là mình có 3 rồng nè, thấy chưa? Để hai con này vô lấy xuyên, đó 3 rồng nè, thấy chưa? 19 tiền. Hiệp này nếu mà thắng được thì 20 tiền, không thắng được thì bán con Sao Rocker đi lấy 20 tiền. Ô không, chết rồi, hiệp thứ 10. Hiệp thứ 10 thì cũng hiệp thứ 10 thì sao ta? Mẹ bán không ta, không là bán con này luôn đi, chút nữa mình đâu có đi Goblin đâu, mình đi rồng mà đúng không? Đó, 3 rồng thì cái lượng sức mạnh giai đoạn đầu thì bạn hiểu đi, là từ cái khả năng mà sao là anh tiêu liền của nó khi mà bạn có con Venom. Venom là một con rất là quan trọng của bộ Dragon giai đoạn đầu. Cái lượng sức mạnh đến từ con Venom rất là nhiều luôn, khi bạn có cái lượng phun nước miếng, một lượt phun nước miếng của nó có thể gây làm chết một con, nếu mà con đó yếu máu nha, máu giấy đó, có thể làm chết một con là quá bình thường luôn, mà quá bình thường luôn. Rồi con Umbra là một con trâu từ đầu luôn, là một con trâu từ đầu luôn. Tại sao? Khi mà nó ân tiêu á, nó sẽ gấp đôi lượng máu của nó lên,
Mà một con Umbra như vậy gấp đôi lượng máu à, chỉ cần 2 sao thôi là bạn đã có một con trâu thực thụ luôn. Một con trâu thực thụ là chỉ cần ở 2 sao thôi, nó gấp đôi lượng máu lên là tầm tầm khoảng 3.600 máu. Rất mạnh luôn, rất trâu luôn. Và muốn làm nó chết thì phải có sát thương diện rộng, chứ bạn muốn mà kiểu như lèo tèo ba sát thương tay á, nếu mà nó có giáp á, khó chơi đấy. Khó chơi đó nha. Đây, giống như bộ này giờ mình, bộ này rất cân bằng không? Mình có xuyên, có trâu, ok, có đam, à, ngon lành đàng hoàng. Chưa nha, cái này là chưa hoàn thành thôi đó, mình mới gọi là đi live thôi, là mình đi ba goblin á, chứ nãy giờ mình không đi ba goblin là mình có thể đi những cái bộ khác rất là mạnh. Knight xuyên cũng nghe cũng thú vị luôn các bạn. Knight xuyên bây giờ nghe cũng rất là ghê. Rồi thôi nào. Knight xuyên bây giờ con rồng này, con rồng pha con rồng một tiền là bạn phải lấy luôn. Siren nè. Chút mình sẽ đi một cái bộ tối thượng cho anh em xem, là rồng phép có hun có hunter luôn, vẫn được luôn. Vẫn được luôn nha bạn. Nếu mà rồng xuyên hunter chứ nhầm, rồng xuyên hunter rồi. Knight mà nãy nó Knight xuyên bây giờ, hồi trước là sao có con ra là xuyên thôi, sao bạn phải để con khác vô. Rồi ba rồng á nha, là bạn chỉ có Knight thôi. Bây giờ ba rồng á đã có xuyên sẵn luôn rồi nha, ba rồng nội tại nó đã có xuyên rồi. Tại sao? Đến từ con rồng một tiền à, là bây giờ bạn có thể đi bốn xuyên rất là sớm, bốn xuyên rất là sớm luôn. Đó, nó ghê là ghê cái chỗ đó đó, bốn xuyên sớm. Sau bốn xuyên nó rồi bạn có thể tăng thêm một cái hút máu bằng warlock nữa. Sáu Knight, bốn xuyên, hai warlock. Nghe rất hợp lý chứ bộ, nghe rất hợp lý. Đúng chưa? Ba rồng nha. Ba rồng, sáu Knight, bốn xuyên, hai warlock. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Mình nói rồi, mình sẽ test cho anh em xem thử tại sao meta mới nó thay đổi rất là nhiều, từ trang bị tới cái đội hình luôn, cho nên là bạn phải nắm rõ để vào nó không bị bỡ ngỡ anh em à. Để vào nó không bị bỡ ngỡ, chứ kiểu như mà anh em kiểu vô mà kiểu như bị choáng á, bị tôn mấy cái rau đầu. Mà dạo này hết mùa rồi, qua mùa sau á, nhà phát hành đã thông báo là sao rồi, là mùa sau bắt đầu kể từ khi update nha, update bản mới là vào mùa đầu mùa luôn, là nó update luôn, là bạn vô bạn leo răng, bạn kiểu như bạn lớn ngớ là chết liền, bạn lớn ngớ là chết liền. Lúc mà mới bắt đầu mùa á, là một trong cái thể loại giống như là gọi là loạn lạc, loạn lạc gọi là sao, toàn là mấy tay trên tay dưới nó trộn lẫn vào mấy người mới newbie đồ các loại, trời khó chơi cực kỳ nha anh em. Vô mà kiểu như mà kiểu sơ suất một xíu thôi. Sơ suất một xíu thôi đi cả ván cờ liền, đi cả ván cờ liền rồi. Xấu nè, không xấu agency nè, nhưng mà nó chỉ có bốn thôi. Xấu agency này hồi trước cũng có thì phải, mà mình không nhớ là có hay không, nhưng mà mình nghĩ là nên có chứ, tại sao lại không, tại sao lại không, why not. Mình đi được xấu agency mà tại sao lại không cho hiệu ứng xấu mà chỉ có hiệu ứng bốn thôi, có vẻ như là nó hơi bất cập ở chỗ này. Nếu mà xấu thì mình nghĩ tầm trừ 15 là vừa, trừ 15 là vừa, trừ 15 giáp thôi. Lúc đó thôi, lúc đó Hunter mà nó bắn thì thôi luôn, có nước mà khóc, có nước mà khóc luôn. Hunter mà nó bắn mà không 15, trừ 15 giáp nha, mà nó bắn vô người thì thôi, thốn đến rốn luôn, bắn một mũi tên từ đích tới miệng luôn, kinh khủng, không không thể tưởng tượng được. Lột đồ rồi, cái đó là gọi là lột luôn tất cả mọi thứ ra luôn, gọi là lấy thịt để chống mũi tên thì không thể nào chịu nổi, không thể nào chịu nổi. Rồi bây giờ này, bây giờ nếu mà đi sáu đi năm rồng á, thì lại có thêm hai con rồng bóp. Rồng một tiền là bô con một bóp kinh khủng các bạn, bóp rất kinh khủng. Mà con rồng năm tiền thì cũng gọi là ít người xài, cho bạn chưa thấy khả năng bóp của nó thôi, chứ con rồng một tiền này nè là con rồng bóp cực kỳ luôn. Con rồng bóp cực kỳ, tại vì khi những cái con mà đóng băng á, thì quân địch nó sẽ bỏ qua cái con bị đóng băng đó, nó đánh hàng sau, nó đánh những cái con khác. Mà thường á, cái những cái con mà con rồng là nó sẽ búp máu cho cái con mà yếu máu nhất team. Mấy con tăng đằng trước á, mấy con tăng đằng trước cái nó hết máu, cái con rồng này nó có mana mà, nó đẩy cho cái tường băng một cái xong rồi nguyên một đám địch nó nhảy ra hàng sau, nó đánh đam sát thương gì, sát thương chủ lực, trời ơi thấy mà thương luôn. Còn con tăng nó chút xíu sát thương chủ lực chết hết rồi, con tăng sống dậy
đứng đó một mình xong làm gì, giống như cái bao cát các bạn, giống như cái bao cát vậy đó, mày muốn làm mày làm đi. Nghiệt ngã là vậy đó bạn. Mình nói rồi, bởi vậy con rồng một con rồng bóp rất mạnh nha, bóp một cái là nát áp luôn á, căng thẳng nha. Sơ suất thôi là bạn bị nó bóp một cái là bạn sẽ hiểu cái độ thốn như thế nào, bảo đảm với bạn là thốn luôn. Đừng đùa với rồng một tiền, mặc dù một tiền thôi nhưng mà khả năng xây gọi là xây trận đấu nó rất nhiều. Đây nè, ra hai là phải lấy rồi bạn, ra hai là phải lấy rồi. Tại sao? Ra là một cái con mà trâu chó. Nếu bạn đi cái bộ mà mình sắp đi thì ra lên hai sớm là một cái lợi thế rất là to. Khi mà cái lượng giống như là LV Knight chưa lên được 2 sao thì ra lên được 2 sao là một cái điều mà kiểu giống như là năm rồng á, gọi là ân huệ, một cái gọi là cái lợi thế rất là lớn. Khi nào bạn nhìn cái ống máu của ra nè, bạn nhìn cái ống máu của ra giờ mình đó, bạn nhìn có bao nhiêu máu rồi, 2 sao thôi đó, gần 4k máu nha. Đó anh em thấy chưa, gần 4k máu và tới 3 lượng sát thương nha, đâu phải đùa. Rõ ràng là khi mà bạn nó lên được 2 sao sớm là coi lợi thế rất lớn không? Thắng liền, win liền, trâu chó win một con nai mà kiểu như mà nó đổi lớp con bò như vậy thì sao bạn chơi nổi? Spider Win này mình cũng có thể đi cho bạn đi cái bộ Hunter Spy với Spider Win cũng được. Nhưng mà Spider Win này mình cảm giác như là cái công dụng nó ở trong cái bộ Hunter nó hơi thấp. Mình nghĩ là mấy bạn nên sử dụng nó trong cái bộ Agent Owen, cái bộ Insector là nó sẽ đẹp nhất, chứ còn mà bộ công dụng trong cái bộ Hunter có vẻ như là thấp. Một là để kích bộ, hai là tăng thêm cái khó chịu cho cái bộ Hunter khi mà nó in tiêu á, rồi cái con mà dính in tiêu của nó ra mà chết á, mà khi còn hiệu ứng á, nó sẽ gọi ra một con nhện con, kiểu như tăng cái độ khó chịu cho bộ Hunter thôi. Chứ còn cái việc mà nó gây đam được á, thì mình đánh giá nó chắc cũng không cao bằng con Agency Ranger. Mặc dù là 4 tiền nhưng mà bạn nghĩ đi. Bạn phải nghĩ là bạn đầu tư 4 tiền rồi bạn đổi lại một cái như vậy thì cũng khó. Nhưng mà được con cái là sao? Nếu mà con nào dính chiêu của nó thì sẽ không di chuyển được. Mà không di chuyển được á, rồi còn thêm nữa là sao? Là cái đòn đánh tay của những cái con đó sẽ bị trừ cái độ chính xác, giảm đi 40% cái độ chính xác. Quá tuyệt vời. 100 đòn đánh, không tính 10 đòn đánh đi, thì có 4 đòn đánh là bị né tránh, 6 đòn đánh kia còn lại thì hên xui, chưa chắc là trúng 100% đâu. Làm sao trúng 100% được, mà bên mình còn tính né tránh nữa. 40% kia là né tránh là cái chắc rồi, tại vì nó là cái hiệu ứng của con cái kill của con Spider Win. Nhưng mà còn 60 đòn đánh kia thì phải dựa vào cái lượng né tránh bên mình nữa chứ. Rồng 4 tiền nè. Mua rồng 4 tiền nè. Rồi. Bây giờ là đợt rồng 1 tiền lên 2 sao cũng trâu. Mấy cái này không mua. Ra lên 2 sao rồi thì cũng giờ không lên 3 sao. Ra cũng là một cái dạng mà cũng gọi là kiểu như là quăng tiền ở cửa sổ vậy đó. Tại vì bạn biết không, 3 tiền lên 3 sao không phải dễ nha. Không phải dễ đâu, nhưng mà cái hiệu quả của cái lượng tiền bạn bỏ ra nó đến đâu, kiểu như bạn phải chơi một cái gọi là cái bài toán xác suất vậy đó, là tiền bỏ ra nhiều nhưng mà đem lại cái lợi thế gì. Trâu cũng ok đó, nhưng mà gặp Dark Spirit rồi bạn trâu đi, bạn càng trâu thì bạn càng chết, có gì đâu đúng không? Gọi là bài toán bạn phải gọi cân bằng giữa gọi là cái lượng tiền với lại cái hiệu quả. Bạn bỏ ra nhiều tiền, bạn gặp đắt một cái thì bạn càng khóc. Cái đó là do bạn bỏ ra nhiều tiền quá. Chứ bạn đừng bỏ ra nhiều tiền quá, gặp đắt thì cũng ít chết hơn chút thôi. Vẫn chết nhưng mà ít hơn xíu. Ít hơn con 3 tiền thôi, tại con 3 tiền nó nhiều máu quá. Mà đắt là nó rút theo phần trăm. Đắt là nó rút theo phần trăm, cho nên là cứ bạn nhiều máu thì nó rút một lần nhiều. Nếu mà bạn nào chưa xem, bạn có thể tìm lại video đắt 72k dam của mình. Mấy bạn có thể lên Google bạn đánh auto chép đắt spirit 72k dam nó sẽ ra. Còn không thì bạn cứ kéo xuống bên dưới hoặc là comment ở đây đi, chút xíu cũng có người bot link vô cho bạn à. Thấy không? Là đắt 72k dam tại sao? Umbra 3 RO.
Umbra 3 RO. Umbra 3 là nếu mà Umbra 3 không có cái RO là anh tiêu một cái là 7 8k máu đi. 8k máu u chà lên được dữ nha. 8k máu đi RO 16k. 16k máu hay là bao nhiêu đó? Hình như 24k hay sao đó, tại vì đắc 3 là anh tiêu cái là 12k rồi. 12k rồi. RO một cái ra thành hai mươi mấy k đó. Hai mấy k đắc nó rút trời, đắc nó rút thấy mà mê luôn á. Một lần lên mười mấy ngàn đam, DPS đó nha. Hơi bị kinh khủng luôn. Bạn nào xem trận đó thì bạn sẽ thấy sức mạnh của con đắc khi nào. Bạn sẽ sợ khi nào mà bạn nhiều máu, bạn gặp đắc bị đẹp lắm. Nhiều máu là bạn sợ liền, nhiều khi là bạn bị thốn á. Ok anh em ở đây xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha, cảm ơn mọi người. Ok, thắng rồi. Rồi sau đây vậy giờ này bắt đầu đội hình nó bắt đầu nó chuẩn hơn rồi đó bạn ha, đội hình nó bắt đầu nó chuẩn hơn rồi nè. Bây giờ mới bốn rồng thôi, bốn rồng thì bạn phải sắp xếp sao, tại vì có ba con rồng bên trái là ba con rồng là nó được biến lên thôi nha, còn con rồng sẽ không được biến. Còn chừng nào năm rồng á là sáu con toàn đội hình nha. Bạn nào mà chưa chơi sáu rồng thì bạn sẽ không biết đâu, nhưng mà sáu co sáu rồng á, năm rồng đi, bây giờ nói năm rồng cho chuẩn nè, năm rồng á thì sáu con bên trái đội hình của bạn sẽ được 100 mana. 100 mana lúc đầu trận. Ok. 6 con là sao? 6 con bên trái, bạn nhìn từ bên trái qua, đếm 6 con từ trên xuống dưới nha. Từ trên xuống dưới, đây chút xíu mình về cái lúc mà đứng xếp hàng đằng đầu trận mình sẽ chỉ cho bạn 6 con là như thế nào. 6 con từ trên xuống dưới nha. Đó, phải đếm từ trên xuống dưới nha. Chứ không có đếm ngang không, đếm từ trên xuống dưới hết một hàng, nhảy qua hàng kế tiếp đếm tiếp. Đó nè. Bây giờ 6 con là như thế nào nè, đây mình ra đây 6 con nè. Nè giờ là con Venom, Aegis, Umbra, Rồng, Siren, God Kid là 6 con. Còn hàng đến đây là sẽ không được hồi. Đó, 6 con, thấy chưa? Ba hàng ba 6 con ở đây thôi. Cho nên là bạn phải xếp những cái con mà bạn cần mana đầu tiên qua bên trái đội hình. Qua bên trái đội hình rồi bạn để làm gì? Để cho nó hồi mana đầu tiên. Giống như Siren là phải hồi rồi, Siren là phải hồi rồi. Còn Paragon là khác nha. Paragon thì ba con rồng của bạn sẽ được hồi 100 mana lúc đầu trận, vào trận là có 100 mana luôn. Nhưng mà lỡ mà bạn có bốn Dragon như mình đi thì tính ba con bên trái, ba con bên trái của bạn. Ba con bên trái của mình bây giờ là gì? Là Venom, Umbra với lại rồng 4 tiền, đúng chưa? Còn con rồng 1 tiền sẽ không có mana trong giai đoạn này nha. Bây giờ là sáu xuyên nè, không sáu xuyên nhưng mà nó lại không có bộ sáu xuyên anh em à, hơi tiếc nha. Hơi tiếc nha, nhưng mà mình đưa con này vào chút xíu nữa ra con rồng 5 tiền nữa, con Reaper này sẽ kết hợp với con rồng 5 tiền làm gì, ra con bộ Warlock. Ra bộ Warlock đúng chưa? Đó cho nên mình nghĩ là cái bộ này nó căng thẳng, giáp băng mình đưa cho con cận chiến thì tốt hơn. Giáp băng mình đưa cho con cận chiến thì tốt hơn. Chút nữa mình sẽ hứa mấy bạn luôn, mà hôm qua video mình đã nói cái lực của cái giáp băng mới này nó như thế nào, mình sẽ cho bạn xem cái giáp băng xịn nha. Cái này là mới là nửa giáp băng xịn thôi, còn cái giáp băng xịn á rồi mình sẽ để cho nó gây đam team địch cho bạn xem nó mạnh cỡ nào, rất là kinh khủng luôn, rất là kinh khủng luôn đó, rất là kinh khủng luôn. Lên được cái giáp băng xịn rồi mình sẽ cho các bạn xem, tại vì cái giáp băng bây giờ nó đã gây tới 300 đam lận. Bạn nghĩ thì 300 đam đâu toàn đội hình đâu phải ít đâu bạn, bạn nhìn thấy nó rút máu mà bạn sợ luôn á, kiểu như là bạn hơi bị thốn luôn á, đúng không? Đó bây giờ 52 tiền, rất là làm kinh tế rất là tốt, đội hình này khá là mắc tiền nha. Đội hình này nhìn sơ qua là hai con 4 tiền, ba con ba ô bốn con 3 tiền, ghê chưa? Ba con 4 tiền, bốn con 3 tiền, đội hình là toàn ba 4 tiền không, có một con rồng 1 tiền thôi. Có một con rồng 1 tiền thôi, bạn nghĩ đi, mới 8 con thôi đó mà mình đã xài một cái số lượng tiền nó kinh khủng như vậy rồi đó. Cái này là team dành cho đại gia nha, thằng nào mà làm kinh tế không tốt đi bộ này tự chết luôn. Đi tự chết luôn chứ đừng nói tới mà giành chết. Đây 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 đây, ép cái giáp này gọi là Amor nha, giáp băng đàng hoàng, giáp băng đàng hoàng. Ok
Mình nói rồi, thằng nào mà yếu tiền nha, thằng nào mà làm kinh tế không tốt đi bộ này tự động chết, khỏi cần ai đánh, khỏi cần ai đánh tự chết. Hỏi sao? Hết tiền chết chứ gì đâu sao. Nghèo chết luôn chứ sao, chịu gì nổi bạn. Khi mà một cái bộ nó hút tiền của bạn như vậy, bạn tốn tiền để bạn nuôi, hên là con rồng của mình chưa lên được 2 sao ấy nha, hên là con Reaper, sao Reaper của mình chưa lên được 2 sao ấy nha. Nó mà lên 2 sao nó còn tốn tiền nữa, nó tốn tiền nữa mà bạn biết rồi đó, cái đội hình mà cao tiền mà sao bạn phải up cấp sớm, bạn phải up cấp sớm bạn mới dễ kiếm chứ còn không thì khó kiếm lắm, khó chơi lắm bạn đó. Bạn thấy rút máu không? Chưa gì hết thôi nha, chưa gì hết vào trận cái giảm tốc đánh rút máu đối phương đủ tiền chưa? À, đủ tiền chưa? Nhưng mà cái đội hình này chưa phải là đội hình tối thượng. Đây, chút xíu nữa mình mới cho bạn xem đội hình tối thượng là như thế nào. Phải là đội hình tối thượng luôn nha, rất mạnh mẽ luôn. Để xem, để từ từ mình sẽ thể hiện cho anh em xem liền. Đội bài này nó còn tiến triển nữa, bài này nó còn lớn nữa. Đây, ba hunter này mà chưa nha, cái này là chưa có rồng nha, đủ 6 rồng đi nó còn ưu, đủ 3 5 rồng đi nó còn nè, 2 knight, 3 hunter, 6 agency, 5 dragon, kinh khủng chưa. Mà 6 agency này là kiểu như bỏ chơi thôi, bỏ thí thôi chứ chưa có đủ, có chưa có bộ 6 agency. Mà thí dụ như có bộ 6 agency thì sao? Trừ 15 giáp, rồng bắn chết, agency ranger bắn chết, cái nào cũng thấy đường chết không à. Bạn thấy con rồng 1 tiền không? Quên, con rồng 1 sao của mình không? Rồng 4 tiền 1 sao không? Bạn thấy nó bắn lực chưa? Tại sao? Bên kia có giáp chó đâu, không đâu. Bên kia làm gì có giáp đâu, mất mẹ giáp hết rồi. Mất mẹ giáp hết rồi. Ôi, nghe thấy là biết lực liền, nghe thấy là cái là biết lực liền, chứ mình không có cần phải nói nhiều. Ok, bây giờ mình phải xoay mình kiếm rồng bạn ơi. Dark bây giờ không là dân chơi. Dark bây giờ không là dân chơi. Ok, xoay tiếp cũng được, level 9 tự tin, ở level 9 tự tin xoay kiếm con rồng 2 cái đã cũng được. Kiếm con rồng 2 nó vẫn ngon bạn ơi. Lấy cái này luôn, kèm kiếm rít vô chứ gì đâu. Đó, tại sao gây sát thương không? Có thằng nào chạm được cái hàng sau đâu mà bạn nhìn cái hàng sau của nó mất máu kìa. Đó là giáp băng nó ăn đó bạn. Bạn thấy giáp băng nó ăn chưa? Có thằng nào chạm được hàng sau của team này đâu? Chưa. Team mình chưa hề chạm vô miếng nào luôn. Làm cái rẹt một cái là hàng sau nó hai còn có 2 phần 3 máu à. 2 phần 3 máu giờ bạn chờ chết hay bạn làm cái gì? Ghê không? Chưa tính thì mình chưa kể nha, mình chưa kể tới nha cái thể loại mà sao. Assassin cầm giáp băng trong người. Assassin cầm giáp băng trong người bạn thấy nhảy qua rớt vô đội hình là một cái thằng nào nấy rút còn 2 phần 3 máu, xong mỗi con gặt cái chết, gặt cái chết giống như là gặt lúa trên đồng vậy đó, bắt đầu nó dễ không, nó lại đơn giản rồi đúng không. Nhưng mà thấy không, bây giờ 5 dragon cũng khó chơi, 5 dragon cũng khó chơi, bạn thấy đâu phải dễ chơi đâu. Bây giờ kiếm một rồng 5 tiền không ra nè, nào kiếm một rồng 5 tiền mà không ra nè. Đó bạn thấy không, cái giáp băng nó mạnh tới mức vậy đó bạn. Cho nên hôm qua mình nói rồi, phải phải nét cái giáp băng này sớm trước khi mà cho ra luôn. Nét cái giáp băng này sớm. Không mà chút xíu mình có gửi mail cho cái ông dev đó mới được, để nói cái giáp băng này. Bộ nào thì tao thấy cũng ok đó, nhưng mà có cái giáp băng này nó hơi bị lỗi quá. Nhưng mà nói chung ép cái giáp băng này cũng đâu có phải dễ. Đâu có phải dễ, ép cũng phải qua nhiều giai đoạn mới tới cái giáp băng cuối này, thì cũng cho nó chút xíu sức mạnh thì cũng cũng đúng, nhưng mà nó hơi bị mạnh quá đó. Nếu theo mình nghĩ thì tầm 200 đam là hợp lý. Tầm 200 đam là hợp lý, chứ 300 đam như vậy thì quá mạnh. Quá mạnh. 300 đam, 1 phần 3 máu của người ta rồi ai chơi cho lại mấy cái con mà yếu máu đó. Mấy con máu giấy đó, 300 đam là 1 phần 3 máu, còn gì nữa. Đúng chưa? Trời ơi, bởi vậy mình nói rồi, giáp băng bây giờ nó kinh khủng lắm. Giáp băng bây giờ nó kinh khủng lắm, đừng nói tới một team 2 giáp băng nha. Một giáp thôi đã thấy bên kia rút máu không 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 muốn nổi rồi. Rồi máu lên không muốn nổi rồi, đừng nói tới đây rồi. Dragon Blood Ace, rìu long huyết được. Rồi nào, nhanh nào, coi kiếm con rồng 5 tiền mới là vấn đề nè, tại con rồng 5 tiền bây giờ khó khó kiếm lắm. Không có dễ đâu, khi mà bạn cần nó không có đâu. Không cần nó mới đây 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 đây, up 10 luôn cũng được.
Đây 5 dragon nè. 5 dragon bây giờ mình phải chọn là 6 con nào mình cần để hồi mana. À, từ trên xuống dưới nha bạn, từ trên xuống dưới nha. Nhưng mà con rồng 5 tiền mà không để cho nó ân tiêu sớm thì cũng dở. Không để cho ân tiêu sớm thì cũng dở. Đó 6 con. Từ bên trái qua mình đang có 6 con rồi ha. Tất cả những con đó sẽ được ân tiêu từ đầu game. Ngon chưa? Đặc biệt là sao? Là mình có nuôi Siren. Siren mà cho nó ân tiêu từ đầu game thì nó quá lợi thế. Quá lợi thế, đúng không? Chắc chắn là lợi thế rồi. Sao không lợi thế được? Khi mà bạn có một con hú hóa đá đối phương, hóa đá đối phương, cái này mình up 10 luôn nè, up 10 mình để con sao Reaper vào luôn cũng gọi là ok. Ồ trứng luôn, ngon nha. Trứng luôn, được luôn bạn ơi. Để con Aegis Vanguard vô gì à? Ồ mà giờ quên rồi. À vậy là mình nhầm rồi, con rồng này bây giờ không còn Warlock nữa mà nó là con rồng phép. Nó là con rồng phép chứ không phải là con rồng Warlock nữa. Vậy có vẻ như là Dragon Maid có vẻ như là ghê đấy. Dragon Maid có vẻ như là ghê đấy. Tại con rồng này là bây giờ là con rồng phép rồi, nó không phải là Warlock nữa. Hèn chi sao mình nhìn thấy nó có cái gì đó nó sai sai. À thì bây giờ nó không sai rồi. Wow, sửa thấy không? Bây giờ mình mới biết con rồng này nó sửa thành bộ vậy luôn á. Gần như là không có thông tin gì nhà phát hành nói luôn nha. Giờ vô game mình mới lần hôm nay mình đâu có xài cho nên mình không biết. Bây giờ mình xài nó mới thấy ở con này nó mất Warlock rồi. À, vậy là cái bộ này chưa, vậy là nè đó, bộ này ok rồi đó, nhưng mà hết hết tiến triển nổi rồi đó, nhưng mà không có Warlock nha bạn. Không có Warlock nha. Vậy ok, rồi con rồng bây giờ là con rồng phép. Con rồng phép nếu mà đam con này vậy thì nếu mà đi vô bộ Dragon Maid thì nó có khỏe được xíu nào không ta? Chưởng cái nó có đau. Mẹ cái tường băng chưởng vô team địch, cái team địch chết ráo luôn thì ghê nha. Nghe cũng bệnh hoạn lắm luôn. Nghe cũng bệnh như lắm luôn, nhưng mà khi mà bạn có 5 Dragon thì bạn nên chia đội hình ra giống như vậy, giảm nè, giảm tốc đánh của đối phương nè. Rồi cái Siren đương nhiên là hóa đá ngay từ đầu rồi. Nằm trong 6 con bên trái mà. Đương nhiên là phải hóa đá ngay từ đầu rồi, đúng chưa? Ngon lành liền, anh em đang xem đó cho mình một like nha. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha, cảm ơn mọi người. Ngon lành chưa? Bộ này là bộ hot đó anh em đâu cần phải đi tới sáu con xuyên không cần. Không cần, bạn có thể lấy hai con giống như là God Kid thì lại Aegis Vanguard ra, bạn có thể kẹp Warlock vô cũng ok chứ bộ. Bạn có thể kẹp Warlock vô cũng được. Mình có thể đi 5 Dragon, 4 xuyên, 4 Warlock cũng được. Không có Hunter, không có Hunter. Nhưng mà mình thì mình thấy bộ đi 6 xuyên như vậy nó đẹp. Nó đẹp thôi chứ còn mà tối ưu thì chưa. Tối ưu cái tính đến cái game còn chưa tối ưu mà. Chờ tối ưu làm chó gì bạn, từ từ mình chơi bộ nào đẹp cái đã. Nhưng mà khá là thú vị. Nếu mà có 6 xuyên thì bộ này gọi là bộ thần. Nếu mà có 6 xuyên bộ này là bộ thần. Khi mà con rồng hai thôi bạn cho đồ vô đi, 6 xuyên nó thổi cho bạn sẽ xem thế nào là lễ độ. Thổi một cái là đi hết hàng trước luôn. Hàng trước là bạn nghĩ là hàng tăng, không có. Hàng trước là máu giấy. Hàng trước là máu giấy. Khi mà đã có 6 xuyên rồi thì không có cái nào gọi là tăng hết. Húp một cái là chết. Húp một cái là chết. Con nào mà gọi là trúng chiêu là gọi là lấy mạng này bạn. Rút đau là phải thấy máu. Thấy đau là không bao giờ thấy mẹ được nữa. Thấy đau là một lần là không bao giờ thấy mẹ được nữa luôn. Mày sẽ thấy mẹ ngay chỗ đó luôn. Nè đây con nè, rồng nè, anh tiêu nè, giảm tốc đánh nè. Ồ Siren hú liền nha, ghê thiệt. Mình thích nhất là con Siren nó hú liền. Phải nói luôn á là con mấy cái gọi là rồng này á, thì phải đưa mấy cái con khống chế qua bên 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 trái đồ hình để là rồi lấy cái lượng khống chế lớn. Lấy lượng khống chế lớn, mình là mình khoái như vậy rồi đó. Mà rồng này là rồng chưa có đồ á nha. Rồng mà mình gọi là đồ thế giới thôi coi. Mình mà thổi thì thôi có nước mà đi hết. Mình rồng này là rồng thường thôi. Rồng này là chưa phải là gọi là này mới 7 viên ngọc rồng thì này chắc khoảng chừng 3 viên. Này chắc chừng 3 viên ngọc rồng thôi. Cho nên là con rồng còn yếu. Đây đây chuẩn bị lên rồng 3 nè, mới gọi là rồng thần 7 viên nè. Chứ còn rồng này là rồng mấy thể loại rồng một viên này thì làm gì? Đồ ôi.
Siren nó hú các bạn thấy không? Siren nó hú đúng lẹ luôn, bên kia có kịp gây đam chó đâu là chết con mẹ nó hết rồi. Hay thật. Ồ vẫn nó phải vậy đi. Đi rồng Dragon, đi rồng Hunter này nghe thú vị lắm luôn á. Là tại vì mình có Siren. Tại vì mình có Siren nữa đã. Ngay lập tức là không biết là mình có lợi thế gì thì mình không biết nha. Nhưng mà mình có Siren là mình chịu rồi. Mình có Siren là mình chịu tại nó hú được sớm. Nó hú được sớm. Mà mấy con mà không chế hú sớm như vậy thì bên kia thua tức tưởi lắm bạn. Kiểu giống chưa làm được mẹ gì thua rồi. Ờ chưa làm được mẹ gì thua mẹ rồi thì không không tức sao được. căng đấy được. À, bạn tham khảo bộ này để nhưng mà bạn có thể chỉnh qua chút xíu tại mình đi 6 agency chơi thôi. Chơi thôi nha, bạn có thể chỉnh qua chút xíu là bạn đi thêm block vào để gọi là tăng thêm cái lượng mà gọi là chống chịu cho cái đội hình của bạn. Anh em đang xem để lại cho mình một like nha. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của anh. Bạn nào mà comment bên dưới thì sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để theo dõi cùng tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Take a body's high.